Chào mừng bạn đến với ngày số 3 của 21 ngày thịnh vượng. Thì ở trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đặt ra cái câu hỏi: hiện thực là gì? Hiện thực có phải là cái thế giới mà chúng ta vẫn luôn tin vào, vẫn luôn nhìn thấy, chạm vào được, tiếp xúc với hay là không? Đấy, hay là còn có những cái hiện thực nó khác hơn? Ví dụ như là con cá ở ngoài biển chẳng hạn. Chúng ta ở trên bờ, chúng ta không thể thấy con cá ở ngoài biển. Nhưng mà con cá nó có thực không? Nó có thực đúng không? Đấy. Thì với sự thịnh vượng cũng thế, với tình yêu vô điều kiện cũng thế, niềm vui vô biên cũng thế, sức khỏe dồi dào cũng thế. Nếu như chúng ta chưa tiếp xúc với nó, điều đó không có nghĩa rằng nó không có thực. Nếu như chúng ta vào lúc này vẫn còn chưa tiếp xúc được với nó, thì có thể là bởi vì chúng ta có những cái niềm tin hạn chế, những cái tổn thương trong quá khứ, những cái trải nghiệm ở trong quá khứ làm cho chúng ta chưa chạm được vào nó ha. Đấy, nhưng cái điều này không có nghĩa là nó không có thực, và có thể vào lúc này nó đang diễn ra với ai đó, hoặc là nó đang còn diễn ra với mình chẳng hạn. Đấy, và một lúc nào đó nó cũng hoàn toàn có thể diễn ra với bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cần nhớ cái gì? Đó, tất cả mọi thứ nó đều sẽ là do tâm tạo. Đó. Và khi mà chúng ta có một cái niềm tin mãnh liệt vào một điều gì đó, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ bắt đầu vận chuyển về cái hướng đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu được phép trải nghiệm cái điều đó. Nếu như chúng ta tin vào cái cuộc đời là bể khổ, thì cuộc đời của chúng ta nó chắc chắn sẽ rất là khổ. Đó. Và nếu như chúng ta tin rằng cái sự thịnh vượng nó vẫn sẽ luôn ở đấy, cái niềm tin của chúng ta nó đủ lớn đó, thì lúc đó cuộc sống nó sẽ bắt đầu diễn biến về cái hướng đấy cho chúng ta. Và cái trạng thái này thì chúng ta hay gọi là chiếu cảm, manifestation chẳng hạn. Đấy. Cái trạng thái mà để mà chúng ta thu hút được một cái điều gì đó từ cái chiều không gian của cái ý của suy nghĩ mà nó biểu hiện trong cái thế giới vật lý có hình hài đó, thì nó được thu hút đến mạnh nhất khi mà chúng ta nghĩ về nó với một cái sự hào hứng, sự tập trung tột độ, hoặc là khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái tĩnh lặng và chúng ta nghĩ về nó, thì nó sẽ đến một cái cách dễ dàng. Đấy. Cái câu chủ đề của chúng ta sẽ là: hôm nay tôi tập trung vào những điều mà tôi muốn thu hút đến với cuộc sống của mình. Hôm nay tôi tập trung vào những điều mà tôi muốn thu hút đến với cuộc sống của mình. Đó. Thì cái câu này nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn là người có quyền sáng tạo. Bạn hoàn toàn có thể sáng tạo ra thực tại của chính bạn. Hôm nay bạn tập trung vào điều gì thì đấy là cái thực tại mà bạn đang sáng tạo với, và nó sẽ diễn đến với bạn. Ok, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái bài thiền ngày hôm nay. Đó chính là bài thiền Satchit Ananda. Mình sẽ có một cái link video và mọi người có thể thiền theo. Bài tập của ngày hôm nay sẽ là: ở trong cái cuốn sổ, mọi người hãy vẽ tất cả những cái chi phiếu này, tấm séc này, giấy thanh toán này, tiền, vân vân. Hãy vẽ ra rất là nhiều những cái thứ như thế, những cái phương thức thanh toán như thế, để nhằm thanh toán, xử lý cho những cái món nợ và tắc nghẽn mà mọi người đã viết ra trong cuốn sổ ngày hôm qua. À. Và khi mà mọi người vẽ ra những cái tờ tấm séc chẳng hạn này, rồi là trái phiếu, chi phiếu vân vân này á, nhớ nhá, hãy tận hưởng cái quá trình vẽ đấy. Khi mà bạn vẽ, bạn tô màu, bạn phải ở trong một cái trạng thái rất là hạnh phúc, rất là tận hưởng, rất là mãn nguyện đó. Và ở trong cái trạng thái nhận biết rằng bạn là đồng sáng tạo của bạn, và bạn vẽ ra cái gì thì nó sẽ từ cái thế giới ý thức của bạn đến với cái thế giới vật lý. Hãy ở trong trạng thái đấy. Yeah. Và đây là tất cả những cái bài tập của ngày hôm nay. Khi mà làm xong thì hãy viết là hoàn thành ngày 3 ở bên dưới. Tạm biệt mọi người.